Cái tô bún riêu bởi vì ở đây là em ước tính được là nó khoảng gần 50 ngàn hả anh Đức? 50 ngàn tiền Việt á? 40. 40 ngàn tiền Việt. Hả? Về dưới cũng đâu có xa đâu mà tại vì thấy như mình về dưới rồi cái công ăn việc lại làm mình không có ổn định dưới rồi nên ở đây. Dạ Bùi Hồ xin chào cô bác quý chị ạ. Tại thì Bùi Hồ đang có mặt tại đất nước Campuchia và chính xác là tại cầu Sài Gòn. Chiều ngày hôm nay Bùi Hồ và cô bác quý chị cùng theo Bùi Hồ các anh em ở cái khu chợ rất đông người Việt như thế này nha. Người Việt Nam á thì gọi là Việt kiều Campuchia thì hiện nay sống tại tập trung tại khu chợ này rất là đông và họ sinh sống chủ yếu với cái nghề là buôn bán nhỏ lẻ ở cái tấp nập ở những cái khu chợ như thế này. Thì trong cái khu chợ này thì mình không biết được người nào là người Campuchia, đâu là Việt kiều Campuchia. Thì mời cô bác quý anh chị cùng theo Bùi Hồ để tìm hiểu về cuộc sống của người dân Campuchia sau 3 tháng Bùi Hồ quay trở lại, cũng như là cùng Mạnh Thường Quân đồng hành để hỗ trợ các hoàn cảnh còn khó khăn tại đất nước Campuchia. Mình thấy chiếc xe của em này đang bán hình như là trái cây hay sao á, trái cây dầm nữa đó. Đây là một trong những cái món đặc sản của đất nước Campuchia cô bác quý anh chị. Chào em, Việt Nam. Không biết rồi, em này thì không biết rồi. À, anh này có bán bún riêu nè. Anh này là người Việt hay sao á? Ôi chào anh. À, anh này là người Việt nè cô bác quý anh chị. Gặp anh ghi một cái chữ là bún riêu một tô 7.000 ria. 7.000 ria thì nó tương ứng với lại khoảng là gần 50.000 tiền Việt Nam. Ôi chào anh ha. Anh là người Việt Nam. Việt kiều Campuchia. Ở quê anh ở đâu? Ở Châu Đốc, An Giang. Anh ở Châu Đốc. À, anh qua đây lâu chưa? Lâu rồi. Lâu rồi. Anh tên gì ha? Anh Đức. Anh Đức. Anh Đức là qua đây được bao nhiêu năm rồi anh Đức? Mười mấy năm à. Tại sao mà mình qua đây phải buôn bán cái bún riêu này ha anh ha? Có người thân đây hay sao? Nghề của mẹ em. Nghề của mẹ anh. Viền lại. Mẹ anh ở đây luôn. Ở đây đó giờ bả về. Dạ. Anh đang bán bún riêu nè mọi người. Thì mình sẽ vừa nói chuyện với anh và chia sẻ cái cuộc sống của người người dân Việt Nam ở đất nước Campuchia như thế nào. Chắc đây là bà xã anh hả? À chị ha. Chị là quê ở đây luôn hay chị? Quê ở Đồng Tháp, ở Châu Đốc, An Giang luôn. Dạ. Ở đây thì cộng đồng người Việt của mình nhiều không anh Đức? Nhiều lắm anh, đây dạy giống người Việt. Người Việt không ha? Thì họ ở đây thì sinh sống với cái nghề buôn bán thôi hay sao anh? Dạ đúng rồi. Thu nhập đỡ không anh Đức? Cũng đủ sống, ngày kiếm vài chục đô. Vài chục đô? Khoảng 50 đô không? Dạ. Là khoảng một ngày là hai vợ chồng được 1 triệu, triệu mấy? Là mình bán từ mấy giờ đến mấy giờ anh Đức? 4 giờ đến 1, 2 giờ sáng rồi. 4 giờ chiều bắt đầu mình bán, 1, 2 giờ sáng. Anh này đó, anh đang bán này cô bác anh chị. Cái tô bún riêu ở đây là em ước tính được là nó khoảng gần 50 ngàn hả anh Đức? 50 ngàn tiền Việt á? 40 ngàn tiền Việt. À, so với Việt Nam là nó có giá hơn nhiều chứ? Có giá hơn đúng không? Rồi ở đây thì anh với chị ở đây có con cái gì chưa? Lớn chưa anh? Lớn rồi hả? Mấy tuổi anh Đức? 6 tuổi. Bún riêu mà thiếu mắm guốc là không có được nha. Không nước anh Huy ơi. Mình đợt dịch gì rồi, sống ở Việt Nam hay là ở đây? Đây luôn anh, em ở đây 3 năm rồi chưa về. Chưa về, 3 năm chưa về? Chưa về quê. Nhớ quê hương không? Nhớ chứ. Ôi, khó khăn gì không về hay là sao anh? Có tại dịch thì trên đây bích chợ rồi này kia hết rồi, mình qua đây. Cái cộng đồng người Việt của mình đa số là buôn bán hay sao? Đúng anh? Em cũng nghe một số cái lời đồn là rất là nhiều, cũng rất là nhiều người Việt của mình đó, họ vướng vào những cái tệ nạn xã hội như là hút chích nè, nhiều không anh? Cái đó thì em cũng không gần nhiều ấy. À. Cũng nhiều à. À. Cái cuộc sống ở đây so với ở Việt Nam ở Châu Đốc, An Giang nó phức tạp chứ không? Cũng thấy bình thường rồi anh. Dạ. Dạ, ở lâu thì thấy bình thường. Dạ. Nó không có gì gọi là quá.
Ở đây dễ sống hơn Việt Nam nhiều. Ờ, dễ sống hơn nhiều. Thì con của anh, đứa bé này là 6 tuổi thì có được đi học không? Chưa anh, để Tết này em đưa về Việt Nam học. Đưa về Việt Nam học. Anh với chị là có một bé thôi. Dạ. Dạ. Em nhận thấy là với cái mức đồng tiền bán ở đây thu nhập là cao hơn ở Việt Nam, mặc dù ở những cái thành phố tô bún riêu như thế này cũng khoảng 30 ngàn thôi, nhưng ở đây khoảng bán khoảng 40 ngàn thì nó thu nhập lời nhiều hơn đúng không? Dạ, dạ. Ừ. Mà bán trên đây bán nói chung là được hơn. Cái khó khăn nhất của người Việt khi mà sinh sống tại Campuchia là gì anh? Cái đó em không biết. Chẳng hạn như là lúc mà dịch bệnh đó thì ở Campuchia có hỗ trợ gì cái gì cho mình không anh? Không hả? Tiền nhà cũng mất. Tiền nhà họ không mất luôn. Anh ở trọ nhà người Campuchia hay người Việt? Campuchia. À. Là anh có mấy anh em qua bên đây hết luôn hay sao? Qua đây hết anh có 2 anh em. À. Có 2 anh em. Anh có dự định là định cư ở đây luôn hay là làm ăn xong rồi về Campuchia? Ờ, làm ăn xong ở Campuchia xong về Việt Nam. Em thì không có về dự định, mà tới đâu thì tính tới đó. Vậy hả? Ví dụ bên em mình sống được, mình về Nam sống. Vậy. Em có nghe nói là các đứa bé mà nó khi mà nó đến cái tuổi đi học á, thì việc mà nhập học ở đây cũng rất là khó khăn hơn đó. Ở đây thì có trường nhà nước á, ta cho mình đi học có mấy, không tốn tiền. Không tốn tiền. Không cho các bạn. Nè con của anh nè. Con tên gì? Hả? Chú ở Việt Nam. Con tên gì? Con nói chú nghe đi. Tên Phát, con mấy tuổi rồi? 5 tuổi. Con có đi học không? Con không muốn đi học. Anh Đức là một trong những người người Việt Nam mà sinh sống tại Campuchia, anh cảm thấy là đồng tiền đây nó làm có giá hơn. Mặc dù là xa quê hương nhưng mà anh vẫn thích cuộc sống ở đây hả Đức? Dạ. Ở bên Việt Nam thì ba mẹ anh còn ở bên đó hay là ở bên đây luôn rồi? Việt Nam về Việt Nam rồi. Về lúc dịch đó rồi. À. Dịch Covid mình đó. Vậy là ba mẹ anh trước đây là buôn bán ở chỗ này. Dạ. Rồi sau này lớn tuổi rồi về Việt Nam sống ở Việt Nam. À. Anh có muốn nói lời gì gửi đến ba mẹ của mình ở Việt Nam không? Thì ông bà già cho ông bà nghỉ ngơi, thì cho giúp cho ông bà khỏe nào giàu giàu. Em cũng là người miền Tây nè, em là người Đồng Tháp. Dạ, dạ. Em cũng gần anh á. Đi ra kia múc nước bây giờ. Anh Đức là năm nay là bao nhiêu? 29 nè. 29 hả? À. Ồ, tô đó là khoảng 40 ngàn. 7 ngàn kia. Bây giờ là bắt đầu đông lên đó anh Đức. Khu chợ của mình á. Tối mà đông. Cái khu này, khu chợ này thì cái người Việt buôn bán nhiều lắm không anh? Đây là người Việt. Người Việt không ha? Anh cho em hỏi một chia sẻ một tí xíu là cái cộng đồng người Việt của mình ở ngay tại đất nước Campuchia này đó, thì họ có thường hỗ trợ nhau những lúc khó khăn không, hay là có những cái sinh hoạt cộng đồng trong người Việt mình không? Không, không hả? Hôm nay nó làm nó ăn nó sống. Ồ. Vậy. Anh ở đây có nhiều người thân là người Việt Nam không? Chúng bạn bè có, còn anh em ruột thì có 2 anh em. Nhưng mà họ cũng ít hỗ trợ nhau hơn đó. Thường là người Việt Nam mà qua đây là ở tỉnh nào của Việt Nam nhiều nhất qua đây à? Nói chung là đủ miền luôn. Đủ miền luôn. À. Đồng Tháp, An Giang, Kiên Giang gì cũng có. Thành phố thì Hà Nội rồi này kia đầy đủ. Dạ. Còn đây là chị bà xã anh. Ủa chị quê An Giang luôn hả? À. Chị là với anh là 3 năm rồi chưa về, cho em hỏi chị tí ha. Chị với anh là 3 năm nay rồi chưa về Việt Nam. Nhớ Việt Nam dữ không chị? Dạ nhớ. Dạ. Mà cửa khẩu khó khăn nên mình ở đây luôn, mình không có đi lên xuống nữa. Dạ. Dự định trong thời gian ngắn tới chị có dự định về Việt Nam không? Không có dám hứa nữa, không có nói trước được. Ủa sao vậy? Tại trên đây nói trước không được. À, có nghĩa là người ta nói là ở Nam Giang á là nói trước là không có được hả? Hay ha. Nhưng khi mình nói mình về vậy mà không được về. Ủa sao vậy? Không biết, nó cũng khiến này khiến kia vậy đó. Ồ vậy hả?
nên là khi nào muốn về thì khách đồ lên về thôi. À mà người ta em nghe người ta nói là tiền ở Campuchia làm nhiều lắm, nhưng mà là khó giữ là sao chị? Em cũng muốn làm cái điều đó, mẹ em ở đây lâu nhiều nhất mới biết. À dạ. Nhưng mà có cái chuyện đó không? Là có nghĩa là mà khiến mình xài hay sao? Khiến mình xài giống như mắc cái này mắc cái kia gì đó cũng, à, cũng hết, từ từ cũng hết. À, chị là một người phụ nữ mà theo chồng về bên đây dạ. Thì lúc mà cưới là chị cưới ở bên Việt Nam hay là ở Campuchia này luôn? Cưới Việt Nam anh. Cưới Việt Nam luôn dạ. À, cưới xong chồng mới dắt qua đây. Lúc mà chồng dắt ra đôi đây lúc đầu mà người ta nói là Nam Giang đi giải cưới dài hay là cái câu gì đó thì chị thấy chị sợ dữ không? Không có sợ. Dạ. Cái gì mà ở đất sống ở đất nước Campuchia này nè, mới qua lạ ngôn ngữ nè. Dạ. Rồi lạ phong tục, tập quán, kể cả cách ăn uống sinh hoạt luôn. Thì dạ. Cái gì khó khăn cho chị nhất chị? Dạ. Em thấy cách sinh hoạt á, mình không có biết tiếng, bắt đầu qua đây mình không có biết tiếng. Dạ, khó. Ừ. Đi chợ đi bú này giống như đi ra ngoài đường mình khó nói chuyện với ta. Từ từ cũng quen. Bây giờ chị biết tiếng Cam nhiều chưa? Nói chung là dạ. Dạ. Ví dụ như mình muốn mua tô bún riêu thì mình sẽ nói tiếng Campuchia như thế nào nè? Anh hỏi không em kìa. Em đang hỏi chị để cho mọi người biết mà. Thì kêu bún gì đó, năm chóc gì đó. Bún năm chóc hả? Dạ. À. Việt Nam mình kêu bún, còn ở Campuchia kêu năm chóc. À, em hỏi thiệt với chị, anh thì rất là cứng rắn và gắn gỏi, còn chị thì chắc có lẽ là yếu mềm hơn tí xíu. Mà vậy thì có khi nào chị nghĩ rằng là sau này anh với chị sẽ cùng trở lại về quê hương, về gần với ba mẹ của mình, sống cuộc sống có giấy tờ hộ tập đầy đủ không? Dạ có. Có hả? Dạ. Chị hiện nay ở đây thì chị có giấy tờ, giấy tạm trú, tạm vắng gì ở đất nước mình này chưa chị? Thì giấy làm giấy miên theo phong tục trên đây á, người ta chỉ quy định mình làm theo giấy gì thì mình làm theo giấy đó. Nhà thì mình vẫn ở nhà thuê. Nhà thuê. Mỗi tháng là mình mướn là bao nhiêu tiền hay chị ha? 100 đô. 100 đô. Là 2.3 triệu tiền Việt Nam. Dạ. Ờ, tiền cũng cao nhưng mà cái nhà nó rộng không? Nguyên căn nhà luôn. Dạ. Ở nhà anh chị gần đây không? Ở bên đường Trầm Mô, bên đường gì anh? Dạ, em cũng không gần, em chỉ mới qua đây thôi, mới qua đây ngay ngày hôm nay và tại thời điểm thì đang phỏng vấn chị luôn á. Vậy đó hả? Dạ, em mới từ Thái Lan em bay qua. Vậy đó hả? Dạ. Dạ. Dưới cũng đâu có xa đâu, mà tại vì thấy như mình về dưới rồi cái công an việc làm mình không có ổn định dưới rồi nên ở đây. Dạ. Thì nào mà ở dưới có công an việc làm ổn định thì mình mới ở dưới. Nhưng mà em hỏi thiệt ha, tâm chị là muốn về Việt Nam hay là muốn định cư ở đây để sau sinh sống giống như là ba mẹ của anh Đức á, là có nghĩa là làm dư một chút đỉnh tiền rồi mới lớn tuổi rồi về Việt Nam? Chắc giống ba mẹ. Chắc giống ba mẹ. Làm thôi, tại vì mình còn trẻ mà. Dạ. Làm đi chừng nào giống như mình nhớ quê thì mình về, còn nào mình ở cảm thấy như ấy rồi nên mình đi lên lại. Có nghĩa là làm ở chỗ nào được thì cứ làm. Dạ. Có nhiều tiền thì mình cứ làm và còn trẻ thì mình cứ bươn chải. Dạ đúng rồi, sau này thì về quê mình sống lại bình thường. Ở đây mà cái chuyện gì mà nó dễ cám dỗ nhất đối với anh chị? Em thấy ở đây rất là nó cái xã hội nó rất là tự do. Dạ. Thậm chí là cờ bạc rồi rượu chè rồi kể cả hút chích và những cái tệ nạn khác nữa. Dạ. Cờ bạc này kia là em không có chơi em. Dạ, chị có muốn nói lời nào với ba mẹ ruột của mình cũng như ba mẹ chồng không? Em kênh YouTube Bùi Hồ TV. Thấy nhớ nhà vậy thôi, mong có ngày được về sớm. À, mong có ngày được về sớm. Dạ. Thôi hai vợ chồng cố gắng làm được khoảng năm nay hết năm nay khoảng 2 tỷ về Việt Nam nha. Dạ. Hai anh Đức. 2 tỷ về được chưa anh? 2 tỷ vậy rồi. Anh Đức thì năm nay chỉ mới có 29 tuổi thôi. Và anh sang đây là khoảng 3 năm anh Đức. Mười mấy năm. Ờ, mười mấy năm có nghĩa là có chồng rồi theo anh luôn. Và con của anh thì đứa bé này lại được sanh ở bên đây luôn. À, sanh bên đây luôn. À quên nữa, nếu như mà sanh ở bên đây cái việc mà chăm sóc y tế rồi sức khỏe cho mẹ bầu rồi sao ta? Thì ăn thua mình có điều kiện anh. Nếu mình có điều kiện tốt thì người ta phục vụ mình từ A đến Z luôn. Ồ vậy hả? Cái chi phí nó cao không chị? Nếu mà xanh mà mình phục vụ tốt thì chi là khoảng 1.000 mấy. 1.000 mấy đô là 20 mấy triệu. Dạ. Ôi trời ơi. Còn nếu mà mình kiểu như mình xanh mà kiểu như thường thôi thì khoảng 300-400 đô. Ồ. Cái đó là xanh dịch vụ là 20 mấy triệu tiền Việt Nam. Cao hơn ở Việt Nam nhiều. Dạ.
Ở Việt Nam thì y tế thì người người mẹ sanh con ra đình nó khoảng chừng 8-9 triệu à. Thì ở đây kiểu như là phục vụ tốt đó, từ A đến Z đó. À. Cả phòng. Còn nếu như mà mình sanh thường. Sanh thường khoảng 300-400 mà. 300-400. Dạ. Ờ. Thì em cũng sanh đến nay em cũng ở đây nè. Dạ, chị đang có một có mang một em bé nữa. Ờ, em bé trai hay em bé gái? Gái. Ờ, gần tới ngày sanh chưa chị? Còn 3-4 tháng là tới rồi. À. Vậy là hai vợ chồng quá hạnh phúc rồi. Qua đây có một một đứa con trai đầu lòng với lại một bé gái. Ôi, mừng quá. À, hôm nay thì em có dịp đến đây đó thì cũng tình cờ gặp được anh Đức với chị ngay tại khu chợ cầu Sài Gòn như thế này. Thì nói chung là người Việt của mình mà gặp với nhau thì cũng rất là bồi ngồi tại một cái nơi mà xứ lạ quê người như thế này. Thì em xin chúc cho chị, trước tiên là chị sẽ thời gian sắp tới mẹ tròn con vuông, luôn có một cái sức khỏe tốt và đặc biệt là gia đình hạnh phúc. Rồi anh Đức thì là mua mai bán đắt kiếm khoảng 2 tỷ về Việt Nam. Được không? Được, ok. Ok. Anh Đức anh bán từ vất vả lắm cô bác của anh chị. Có nghĩa là từ 4 giờ chiều anh bán cho đến gần sáng luôn ha. 3 giờ sáng. Cũng cực ha. Có nghĩa là buổi sáng là mình phải chuẩn bị các món này sẵn đó rồi. Mình phải chuẩn bị từ sáng để cả luộc những cái này nè. Sáng làm tới chiều nước súp này kia xong mà đẩy ra đây luôn mình bán tới sáng. Em thấy anh bán bún riêu. Bún riêu anh để chữ rất là Việt Nam. Vậy thì cái người dân Campuchia họ ăn nhiều hay là người Việt mình ăn nhiều? Người Campuchia nhiều. Người Campuchia. Yeah. Em nhớ không lầm là một cái món rất là hay của Campuchia đó là món nâm bà chóc, bún nâm bà chóc. Làm giống như cà ghi á. Đúng rồi, nó không ăn. À, nhưng mà tại sao họ lại thích ăn bún riêu của mình ta? Tại vì nó đặc biệt, nó lạ rồi nó ngon. Ồ vậy hả? Sau này người ta sẽ chuyển sang ăn món Việt nhiều hơn. Anh bán thì nó không có biết ăn đâu, nó không có ăn đâu. Không ăn. À, bây giờ thì nó biết nó ăn nhiều. Ăn nhiều lắm hả? Thích cái ăn nam giang này kia đổ vô đây ăn. Thích ăn món Việt. Thích ăn món Việt. Dạ. À... nhất là bún riêu mình. Nhất là bún riêu mình luôn ha. Hay ha. Dù sao thì anh cũng mang một cái đặc sản khá là nổi tiếng tại Việt Nam nói chung và ở đất nước miền Tây An Giang, ở miền Tây nói riêng đó là An Giang. Thì cái món này mà lúc xưa thì Bùi Hồ cũng rất là thích cái món này. Một là vừa dễ ăn, có bún nhiều về thịt, nó ngon lắm. Và đặc biệt ăn bún riêu thì không thể nào thiếu một cái món này nè. Đó là mắm guốc. Mắm tôm. Mắm tôm. Ở đây sử dụng mắm tôm chứ không có sử dụng mắm guốc hả? Mắm guốc hoa tôm luôn. Guốc hoa tôm luôn. Họ ăn họ có nói là món của mình ghẻ hay mắc gì không? Hôm nay là bình dân anh không có mắc đâu. Không tại có mắc. Ở trên kia nó bán 1 đô tới 3 đô, mình bán 7 ngàn. 3 đô là gần 70 ngàn. Ô trời ơi. Ở đây mình bán chưa được 2 đô mà. À, chia sẻ với cô bác của anh chị ở đất nước Campuchia, họ xài song song hai đồng tiền, đó là tiền ria và tiền đô. Cứ quy định là một đô thì sẽ bằng 4.000 ria và 100 ria thì nó sẽ tương ứng với lại khoảng là 500 đồng tiền Việt Nam đúng không anh? 100 ria 500 đồng hay 5.000 đồng? 1.000 đó là 5.000 chẳng. À 1.000 của nó, 1.000 của Campuchia là 5.000 tiền Việt Nam. Có anh này anh là người Campuchia anh ăn bún nè. À. Ngon ngon anh? Ngon không? Ngon. Khách quen không anh? Vậy hả? Mối luôn ha. Đây đây tiền này là tiền cho em xem á. Tiền này là một của ai à? 10.000 ghia nó khoảng 2.5 đô. Rồi thôi ơi, em chào anh ha. Dạ. Cái cô bên này cũng bán bún riêu nữa nè. Ồ, chào cô. Cô Việt Nam. Cô này ở Việt Nam luôn nè. Cô ở đâu của Việt Nam vậy cô? Ở Đồng Tháp luôn. Ồ. Con ở Đồng Tháp nè. Dạ, Đồng Tháp. Con Đồng Tháp con mới qua đây. Đồng Tháp Sa Đéc. Cô ở Sa Đéc. Dạ, con thì ở Thanh Bình. Cô qua đây cô bán lâu chưa con? Lâu rồi chú, mấy chục năm. Mấy chục năm rồi. Cô có trở lại về quê hương mấy lần rồi? Ít có về. Ít có về. Ủa sao mà cái duyên nợ sao mà cô lại sống ở đây mấy chục năm vậy cô? Cô tên gì ha? Cho con biết, cô thứ mấy cho con biết được không? Tên Loan chú. Dạ, cô Loan.
cô có chồng ở bên đây sao hay sao? Dạ. Cô là chồng của cô là người Cam hả? Đây. Người Việt. Ủa mà sao hai vợ chồng qua bên đây ha? Ổng ở bên đây. Dạ. Cô này cũng bán bún riêu giống như là của anh Đức vậy đó. Nhớ quê hương dữ không cô? Ở đây cũng quen rồi chú ơi. Gì? Dạ. Có nghĩa là cộng đồng người Việt của mình cũng nhiều hả cô? Nhiều lắm. Cô đi vô tiếp trong đó Việt Nam không luôn. Việt Nam không luôn. Quán cà phê, dạ. Quán cà phê. Đa số là buôn bán thôi. Đủ thứ hết hả? Sống ở đây dễ sống không cô? Cô mang cô lon. Dễ ha. Tô bún riêu ở đây cô bán nhiêu? Cũng 7.000 luôn ha. Lại đồng hương ở đây, đồng hương bên, đồng hương ở Việt Nam mà đồng hương ở trung tỉnh luôn. Con thì ở Đồng Tháp luôn. Mà con thấy ở Việt Nam mình của mình á là đồ ăn cũng bún riêu này người ta cũng dễ ăn, mà cô sang bên đây cô lại bán món bún riêu, mà tại sao cô không bán cái món nâm bà chóc hay là những cái món của Campuchia? Ở đây người ta đâu có ai bán cái này. Sao đâu mà? Con mình tôi bán giờ bán nổi lên luôn, người ta bán theo nhóc hết trơn đó. Ờ. Cái này đâu có ai bán đâu, giờ tôi bán được, giờ người ta bán nhóc theo đó. Dạ. Ngày xưa giờ cô bán mấy chục năm ở đây rồi? Cái này là mới có bán một trăm đây chừng 10 năm mà. Trước cô bán ở đâu? Bán ở nhà. Tại nhà hay cô? Dạ. Cô có nhà ở bên này rồi? Dạ chưa. Dạ thôi. Có rồi bán. Có rồi bán hả cô? Ở bên đây mua nhà dễ không cô Loan? Khó lắm chú ơi. Không. Dạ. Đây là con của cô hả? Dạ. Em năm nay bao nhiêu tuổi rồi? 21 mà ha. Có chương trình các bạn về theo dõi anh được. Hả? Có chương trình theo dõi anh đó. Anh tên gì? Em biết anh không? Biết mà, theo dõi anh đó. Anh tên Bùi Hồ. À đúng rồi, đúng rồi. Biết luôn. À, thường coi cái clip nào của anh nhiều nhất? Giúp đỡ thôi. À. em có gia đình chưa? Có. Vợ của em là người Việt hay là người Cam? Người Việt luôn ha. Ủa sao hai vợ chồng không về bển mà ở đây phụ mẹ luôn hả? Sống ở đây vui không em? Bình thường. Cô Loan là một trong những cái trường hợp giống như anh Đức, có nghĩa là có người thân ở bên đây, sống ở bên đây, định cư ở bên đây và kể cả bán ở bên đây. Có khi nào cô nghĩ là cô sẽ về Việt Nam không cô Loan? Bây giờ ở dưới cũng không còn ai đâu cô ơi. Cô thì không còn ai, ở người dạ, thân không còn nữa. Dạ còn mà kiểu như xa xa thôi, mà vợ ở đây với con được rồi. Với dòng họ, mà dòng họ xa xa. Dạ. Bây giờ trở nên bển sợ buồn hay sao con? Sợ buồn mà thấy bển người thân cũng muốn hết rồi, ở bên đây sống với con đi. Dạ. Thấy mẹ con không thử sống rồi. Nhưng mà sống ở đây so với Việt Nam cô đấy cái nào? Ở đây khỏe hơn. Ở đây khỏe hơn. Dạ. Tại vì sống ở đây quen. Rồi sống ở đây quen hả? Cái phong tục tập quán sinh qua sinh hoạt nó quen rồi. Dạ. Theo một cái lối mòn rồi. Cô muốn gửi lời nào đối với đến những cái người Việt mình tại đất Việt không? Không biết đâu. Không biết thôi. Ở đây mình nếu như mà Bùi Hồ không có quay lên những cái bảng như thế này thì chắc có lẽ là cô bác anh chị sẽ không biết. Cứ ngỡ là Bùi Hồ đang ở ngay tại Việt Nam nhưng mà không phải. Bùi Hồ đang ở có mặt tại cầu Sài Gòn của thủ đô Phnom Penh đất nước Campuchia. Dạ. Đẩy đi. Ở đây mình bán gì có thuê mặt bằng không cô Loan? Một tháng 250 đô. Một tháng 250 đô. 200 đô thì nó khoảng 4 triệu, 5 triệu trời ơi. Dữ vậy? Ồ, khiếp thiệt ha. Nhưng mà mình làm ăn được. Nhưng mà mình làm ăn được. Nhưng mà mình làm ăn được. Dạ.
Đây là những người sống tại đất nước Campuchia và họ đam mê lao động. Họ cho rằng là khi sống ở đất nước Campuchia, chủ yếu chịu làm ăn là sẽ có tiền. Và đặc biệt là phải hứng thú làm ăn nha cô bác quý anh chị. Cũng như vợ có Đức có chia sẻ, ở đây rất là nhiều cám dỗ. Nếu như mà không chịu làm ăn thì sẽ đi vào những cái con đường nghiện ngập liền hay cô Loan. Thôi hôm nay con có dịp đến đây, tình cờ là có hữu duyên con với cô lại được gặp nhau ở trên hai người Việt, hai người đồng hương quê hương tỉnh, lại gặp nhau trên đất nước Campuchia. Thì con xin chúc cô sức khỏe, mua may bán đắt và đặc biệt là vạn sự như ý. Có khi nào rảnh về Việt Nam? Dạ, con chào cô ha.